tí bên anh sẽ giải quyết cho chúng. Ok. Cái này, con này là đang gọi cũng cao cấp nhất của bọn này. Rồi. Ui, ít thôi mà. Cái này của nó có 9 phân, cho cháu có 2 phân nữa mà. Cháu thật nhé, Sony với Samsung sẽ không bao giờ dùng bằng LG này. Mình cứ dùng, chú cứ dùng LG là lần sau chú chỉ thích mua LG, nói thật. Cháu nói kể cả anh em bọn cháu làm kể cả điện máy, tất cả dân làm trên kho tổng thế mà riêng bọn anh lấy cho người nhà cứ lấy LG. Bởi vì nhá, nói thật cái điều khiển này nó độc quyền Samsung mà Sony không được phép mua lại của nó. Đây. Đây là cái điều khiển là Magic Remote của nó. Nó như một cái điều như một con chuột máy tính, dùng nó tiện lắm, mình dùng cái tivi nó mình suốt ngày mình dùng mà, là cái điều khiển là cái tiếp xúc nhiều nhất, cho nên là cái đấy mới là mới cài đặt cho là con chuột này nó sẽ hơi chạy một chút. Chuột chạy luôn. Không, đây là có nghĩa cháu mới cài đặt. Nó hơi chạy chút nhưng mà cài đặt xong là nó sẽ hết chạy. SK8000 đẹp. Còn SK8000 này thì đấy. Ảnh đẹp, giá tốt, điều khiển thông minh, tấm nền IPS. Thiết kế đẹp. Bắt wifi chú nhá. Mật khẩu là gì chú này? Mật khẩu là sinh nam đấy bà. Làm sinh đấy bà. Làm sinh. Đây nhá. Trong đấy, trong chỉ lấy ví dụ một cái đơn giản nhất thôi nhá. Là cái việc gõ cái chữ nam sinh 73. Nếu mà vào một cái chiếc điều khiển bình thường đúng không? Khi con chuột đang ở đây, phải chạy hết một loạt này, xong xuống N đúng không? Xong lại phải chạy lên một dòng, xong chạy tít đây xong mới sang đây đúng không? Chắc chắn rồi, nếu mà Samsung và Sony là như thế. Nhưng đây mình có con chuột này đúng không? Làm gì phải thế? Nam này. Tôi chỉ luôn. Thì tốc độ của tôi lúc nào cũng tốt hơn bạn đúng không? Sinh S-C phải không ạ? X-C sinh sáng đây đúng không? 73. Năm sinh bao nhiêu ạ? 73. Chọn luôn. Thế nha, cài đặt. Xong bước này ok. Cái này thế nào? Cô bật điện thoại lên đây không? Bật điện thoại thì cô lại phải dùng một cái điện thoại của Android. Để tí nữa cháu sẽ hỗ trợ hết tất cả những cái tính năng của nó cho cô. Kết nối okay máy tính nha. Đầy đủ hết.